Hello, xin chào bạn, đầu tóc dài quá, mùa hè nắng nóng. Trên tay mình đây đang là một sản phẩm có nốt hương sung, đó là Guess Indigo 1981. Một trong những cái mùi hương mà cũng có nhiều lần mình chia sẻ, đó là nếu như mà mùa hè các bạn tìm một cái mùi hương không đụng hàng bám tỏa tốt thì đây là một trong những lựa chọn như vậy. Tất nhiên là nó chỉ tốt ở trong tầm giá thôi, nhưng mà nếu như muốn nâng cấp và tìm một cái mùi sung ngon hơn thì chúng ta nên tìm đến gì? Đó chính là Philosicop, phiên bản EDT của nhà Tiptic. Đó, ngày mai thì mình sẽ chia sẻ em đó. Đặc biệt là dành cho những bạn nào đang có cái xu hướng là tìm một cái mùi hương đặc biệt là một, và cái thứ hai đó là không đụng hàng, rất dễ chịu vào mùa hè, thì video này là dành cho bạn. Bắt đầu nhá. Trước khi vào review về em nó thì tôi cũng quảng cáo một xíu. Đó là em này đã có một cái video mình và em Phúc trong cái chủ đề podcast về mùi hương đã chia sẻ qua về nhà Tiptic rồi. Các bạn có thể xem lại cái video đó sắp hết thời hiện ở đây để xem qua concept cũng như là cái xu hướng làm mùi và những cái mùi hương nào sẽ phù hợp với người Việt. Và hôm nay thì chúng ta sẽ nói về Philosicop và là phiên bản EDT. Trước tiên thì phải ngó qua một chút về phần ngoại hình của em này. Các bạn có thể nhìn thấy nó có một cái thiết kế rất đặc trưng của Tiptic. Và cái chai này là chai 100ml vì đây là phiên bản EDT. Với cái phiên bản EDP thì các bạn sẽ có một cái chai là 75ml thôi. Và tất cả những cái chai, cái thần tem của nhà Tiptic này thì mặt sau nó đều có in những cái bức tranh phù hợp với cái câu chuyện của từng mùi hương. Đó, và đằng mặt trước nó là cái biểu tượng hình những quả sung rất là rõ rệt. Về phần vòi xịt của Tiptic Philosicop thì không có gì bàn cãi quả. Nó không quá là xịn sò nhưng nó vẫn đáp ứng đủ các nhu cầu của một chai nước hoa đâu đó khoảng tầm 3 củ khoai là các bạn hoàn toàn có thể mua được em nó vào với dung tích 100ml. Với cái phiên bản EDP thì mình hay nói vui là vừa đắt hơn mà lại còn bị lỗ mất 25ml. Còn hiệu năng thì tí nữa sẽ nói về so sánh kỹ hơn về phần mùi hương. Đi sâu vào hơn về mùi hương của Philosicop EDT thì perfumer làm cái mùi hương này đó chính là Olivia Jacobetti. Bà là một trong những người đã được phỏng vấn về cái nốt hương sung ở trong nước hoa và cũng có khá là nhiều những cái sáng tạo khác nhau về cái nốt hương sung ở trong nước hoa này. Thì vì cái tuổi thơ của bà là một trong những cái tuổi thơ mà gắn liền với hình ảnh và mùi của quả sung rất nhiều. Theo như bà có kể trong một cái buổi phỏng vấn, đó là từ bé thì bà có một cái khu vườn rất là lớn, gia đình có một cái khu vườn rất là lớn và trong đó thì trồng rất là nhiều những loại cây. Và mùi của sung khi đến mùa nó chín ấy thì mùi của nó ngào ngạt và át hết tất cả những mùi hương khác. Thế nên bà có một cái ký ức rất đặc biệt với mùi của sung. Và cái Philosicop này theo như chia sẻ thì các bạn cũng có thể nhìn cái hình ảnh ở phía sau. Thì cái Philosicop đó là nói về cái cảm hứng khi mà bà có tìm được một cái chuyến du lịch. Vì bà cũng là một người rất đam mê. Và cái mùi này thì khi mà bà dừng lại ở một cái núi Pelion ở Hy Lạp. Và cái núi này thì theo như những cái truyền thuyết của người Hy Lạp đó là núi của tộc người Nhân Mã. Và để mà ra được cái bờ biển ấy, từ cái nơi cái núi bà ấy đứng thì bà phải băng qua một cái bụi. Đấy, phải băng qua một cái bụi rất là nhiều cây dại và trong đó thì có những cái cây sung. Và lúc này thì mặt trời chiếu vào, nó khiến cho mùi của sung, mùi của cái nét xanh của những cái đám cây dại nó rất là rõ rệt. Và phải băng qua đây thì người ta ám lên những cái mùi xanh của cỏ cây. Và rồi khi mà ra đến biển thì cái cảm giác vỡ òa, rất là mát mẻ của biển cả, của không khí rất là hùng vĩ ở đó. Thì đó là cái cảm hứng để làm ra cái mùi hương Philosicop này. Thì cái này các bạn có thể xem ở trên cái video giới thiệu từ năm 1996 thì phải, về Philosicop rất là hay. Hoặc là mình sẽ cố gắng dẫn một cái đường link ở phía dưới về cái bài phỏng vấn của bà Jacobetti khi mà bà chia sẻ về cái nốt hương sung ở trong nước hoa. Ngoài ra thì Jacobetti cũng là một trong những perfumer người Pháp và bà sinh ra và lớn lên thì chảy trong mình dòng máu nghệ thuật của người cha. Và sau này thì ngay khi 16 tuổi thôi, bà đã xác định được cái niềm đam mê và đã làm cho thương hiệu đầu tiên đó là Anik Goto. Và sau nữa thì khi mà trưởng thành hơn, có nhiều kinh nghiệm hơn và đi học thì bà cũng đã làm những cái mùi hương cho Tiptic này, cho Hermès hay là cho Latizan, đều là những cái thương hiệu rất 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 là nổi tiếng. Đó,
Và đấy là một vài điều về perfumer cũng như là cảm hứng về cái mùi hương Diptyque Philosecco. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nhau đến với phần mùi hương của em nó, xem là tại sao mình đã nói đây là một cái làn gió mới dành cho nước hoa mùa hè để các bạn có thể lựa chọn. Và tôi cũng bật lý luôn với các bạn, đây là mùi hương mà tôi sẽ cho vào lít nước hoa ở cái phân khúc tầm trung cho các bạn. Thì cái mùi hương này, như vậy tôi test ở cái vỏ ấy, thì khi mà các bạn xịt ra các bạn nhận thấy một cái bay mùi xanh. Cái nét mùi xanh ở đây thì các bạn chỉ cần hình dung đó là các bạn cắt những cái thảm cỏ, hoặc dễ hình dung hơn đó là khi mà các bạn đi qua những cái vườn thú mà vừa mới mưa, nó có những cái thảm cỏ rất là lớn, hoặc là đơn giản bạn nào ở Hà Nội thì các bạn sẽ đi qua Lăng Bác. Và nếu như đi qua Lăng Bác vào lúc mưa, cái lúc mà mưa vừa xong thì cái không khí hấp lên, cũng như là cái nét xanh, cái mùi nước ngấm vào đất, nó sẽ đưa theo không khí bay đến mũi bạn. Thì cái mùi hương này, cái nét xanh nó cực kỳ rõ rệt, nhưng mà nó không phải là cái hướng xanh đắng, mà sẽ là cái hướng xanh rất là mát mẻ và dễ chịu. Và ở ngay sau cái top nốt này thì nó là một cái nét hơi béo béo, ngậy ngậy, đặc biệt cổ sung. Và cái nét này thì các bạn cũng có thể nghĩ tới dễ hình dung hơn, đó chính là cái nét của cái dừa mà các bạn hay nạo ra sau khi các bạn uống hết cái nước dừa ấy. Đó, và sau khoảng tầm 15 phút thôi thì các bạn ngửi cái mùi hương này, các bạn nhận thấy rằng là nó có sự xuất hiện rất là cân đối giữa cái nét xanh và nét ngậy ngậy, béo béo, creamy đến từ nét của nét sung. Và hai cái mùi hương này nó kết hợp với nhau rất cân bằng. Đây là cái điều khác biệt của Philosecco với những cái mùi sung khác. Ví dụ như là Guess 1981 thì nó lên cái mùi sung béo khá là rõ, thậm chí rằng là bị đẩy hơi hướng hơi ngọt. Hay là có những cái nốt hương mà sử dụng nếu như mỗi dừa không thì sẽ bị rất ngọt, hay là vanilla như là con Le Beau của nhà Jean Paul Gaultier, hay là những cái mùi của MS, mùi sung Mediterranean, nó lại là một cái mùi sung xanh chát được giã ra. Nhưng đối với Philosecco nó lại là một sự cân bằng rất đẹp đẽ. Cái nét xanh nó kéo cho cái nét creamy béo béo của sung không bị đẩy đi quá xa, và cái nét béo béo này nó không làm cho cái nét xanh nó bị quá là đắng hay là kiểu ngái the quá nhiều, mà đây là một sự kết hợp cân bằng mà mình rất rất thích. Và khi dry down thì mùi hương nó cũng chỉ nhẹ dần ở trên da, nó như kiểu là một cái lớp sữa dừa nhẹ nhẹ xanh xanh ở trên da vậy. Và chắc chắn rồi, bạn sẽ rất là nổi bật với cái mùi hương này, tại vì đây là một cái mùi hương mà tôi thì thỉnh thoảng xịt em nó, và lần nào tôi cũng được hỏi rằng là ê, xịt mùi gì mà ngửi hay vậy, nó như mùi nước cốt dừa vậy, nhưng mà ngửi nó có nhẹ hơn rất nhiều. Mình bảo xịt Philosecco của Diptyque, và tôi thấy rằng là người ta sẽ kiểu tò mò nhiều hơn là cái kiểu thích ở mùi này ngon thế. Đây là một cái mùi mà khiến người khác luôn luôn là câu hỏi bạn đang xịt gì, bạn đang mặc gì đấy. Đó là Philosecco của Diptyque. Cái yếu tố tiếp theo đó là về phần hiệu năng của em nó. Có một cái điều khá đáng buồn, đó là Philosecco Diptyque phiên bản AET này, nó lưu ở trên da mình đâu đó khoảng tầm 4 đến 5 tiếng đồng hồ. Đây là một cái sự lưu hương khá là hạn chế dành cho những người dùng nước hoa cơ bản. Còn đối với mình, những người chơi ấy, thì mình chỉ đơn giản là mùi ngon, đáp ứng cái nhu cầu sử dụng mùa hè thôi là được. Và cái độ tỏa hương của con này nó chỉ tốt trong khoảng đâu đó khoảng tầm nửa tiếng cho đến 45 phút thôi. Và nhanh chóng nó sẽ xuống thành mùi skin scent. Nhưng mà các bạn có thể cải thiện nó bằng cái cách là xịt nhiều hơn. Đó, nhưng mà với mình thì các bạn là một cái người mà dùng nước hoa mà thích tỏa tốt, lưu tốt ấy, thì Philosecco các bạn nên cân nhắc thử trên da các bạn nó có ổn hay không. Và nếu như mà các bạn thích nó về mùi hương thì các bạn phải chấp nhận cái việc là các bạn xịt nhiều lên và phải mang một chai chiết nếu như các bạn muốn thơm tho ở xung quanh cơ thể. Đấy là một cái điều mà cần biết về cái phần hiệu năng. Một cái mùi như thế này thì chúng ta sẽ sử dụng với phong cách như thế nào? Đối với cá nhân mình ấy, đây là một cái mùi mà mình sẽ mặc một cái tông màu trắng, trắng hết. Và mình có thể đi cắm trại, mình có thể đi biển, hay là vào những cái ngày hè mà mình cần một cái sự năng động, một cái sự trẻ trung, một vài cái mùi sung mà mình thấy làm ấy, thì nó đều toát lên được một cái sự rất là trẻ trung, rất là nhiệt huyết và một cái gam màu rất là sáng. Thế nên mùi hương này thì nó không giới hạn về độ tuổi, 18 là các bạn có thể mặc được rồi. Nhưng mà các bạn sẽ làm một cái gu người nó tinh tế một xíu, chứ không phải là những cái mùi
quá là ngọt như là của Le Beau, của Jean Paul Gaultier, hay là những cái mùi như DNGK đó. Đấy là đều là những cái mùi sung nhưng mà bị làm theo hướng quá ngọt. Còn đối với Philo thì nó tiết chế lại hơn khá là nhiều, nên là cái sự tinh tế nó sẽ toát ra từ cái việc lựa chọn cái mùi hương có độ tỏa hương như thế nào. Còn về phong cách thì mình nghĩ là các bạn có thể mặc oversize thoải mái, hiện đại là các bạn có thể mặc được mùi hương này. Mặc dù nó ra mắt từ năm 1996 rồi, nhưng mà đến bây giờ thì nó cũng không quá là nổi tiếng. Và mình nghĩ rằng là nó cũng không bị lỗi thời, vì cái xu hướng làm sung ở trong nước hoa nó đang khá là khó. Mùi hương này thì unisex, cả nam lẫn nữ đều mặc được đối với phiên bản EDT. Nên thế nên chỉ đơn giản là cần một cái mùi mùa hè đặc biệt, nổi bật, thu hút, vì cái mùi nó quá là lạ so với những con ở cùng phân khúc, thì các bạn hoàn toàn có thể mua em nó. Không nhất thiết là phải mặc gì, các bạn mặc gì cũng được, nhưng mà kiểu oversize, thoải mái, rộng rãi để các bạn tự do phóng khoáng một mùi hương lành tính, dễ dàng, dễ yêu. Đó là Philo Cicope EDT của Diptyque. Và nghe đến đây rồi thì các ông sẽ còn một cái câu hỏi mà lúc nãy tôi chưa nhắc tới, đó chính là bản EDP thì sao? Tại sao không mua bản EDP để tăng cái nồng độ cũng như là tăng cái hiệu năng tốt hơn? Thì câu chuyện ở đây đó là cái phiên bản EDP nó bị xanh hơn khá nhiều chứ không lên quá ngậy. Và cái hiệu năng của EDP tôi công nhận rằng cũng tốt hơn, nhưng mà vì thế thì nó vào những cái ngày trời nắng nóng thì nó không hợp lý cho lắm. Nên là với tôi thì tôi lựa chọn mua phiên bản này. Và thêm một cái yếu tố nữa, đó là cái phiên bản EDP ấy, thì nó xanh hơn nên là nó có xu hướng nghiêng nam nhiều hơn. Và bạn nữ nào xài thì cũng phải hơi cá tính và kiểu nó hơi kiểu tăng động một xíu thì mới hợp lý. Và thêm một cái điều cực kỳ quan trọng, đó là về giá thành. Các bạn chỉ có thể sở hữu chai 75ml với phiên bản EDT. Còn đối với cái phiên bản EDP này thì các bạn có chai 100ml. Vì thế thì nếu như mà các bạn muốn cải thiện hiệu năng thì các bạn chỉ cần đơn giản là với 25ml các bạn mua nó thừa lại, và đặc biệt là số tiền nó cũng rẻ hơn, thì các bạn có thể xịt nhiều hơn để có thể cải thiện cái phần hiệu năng. Thế là có thể đáp ứng được rồi. Còn với tôi thì phiên bản EDT nó không quá phù hợp cho mùa hè. Nhưng nếu như bạn vẫn thích một cái nét nó nghiêng nam tính hơn thì các bạn có thể lựa chọn cái phiên bản EDP để xịt cho những cái ngày nó không quá nắng nóng, hay là những cái ngày vừa mới mưa xong, thì Philo Cicope vẫn có thể đáp ứng được. Và đây là một cái mùi, là một cái làn gió mới trong những lựa chọn nước hoa mùa hè, khi mà chúng ta loanh quanh chỉ có cam chanh, citrus, có chăng thì đợt này đang rộ lên trà và xạ. Nhưng mà với tôi thì Philo Cicope vẫn là một làn gió mới, và chắc chắn là những người yêu nước hoa, những người chơi nước hoa không muốn đụng hàng, đa phần mọi người đều có Philo Cicope ở trong tủ đó. Còn một bản vuông ở trong cái video xuất hiện ở của tôi với Phúc nữa, nhưng mà thôi bản vuông đấy không nói tới vì bây giờ nó cũng rất là khó mua và giá nó cao nữa. Thế nên là các bạn chỉ cần mua EDT thôi là quá đủ rồi. Và nếu như bạn nào đang có chai nước hoa này thì đừng ngần ngại việc chia sẻ cảm nhận ở phía dưới. Và nếu thấy video hay đừng quên việc like, share, ấn nút chuông theo dõi nhận được nhiều video mới hơn. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại, bye bye.